Trượt tuyết của Ý ở gần thành phố Bạc Ma khoảng 48 cây số thôi, và bây giờ hai vợ chồng đang đi trên một con đường để đi vào khu trượt tuyết. Mình sẽ giới thiệu với cả nhà là năm nay tuyết rơi rất là đẹp luôn, mà khu trượt tuyết này vào mùa đông thì rất là đông đúc luôn. Sau lưng mình là cả nhà thấy không? Nhan đi viền đi quả. Tuyết á, tuyết rơi cơ mà trên cây này nó vẫn còn đông đá luôn nè, đó đông đá luôn đó. Đó, cả nhà thấy không? Đông đá luôn nè. Rất là đẹp luôn ha. Mà cái đường đi đó người ta dọn cũng rất là sạch sẽ luôn nha. Đi về đi. Về đi. Đó, cả nhà thấy không? Đường đi rất là đẹp luôn. Con đường này là để dẫn đi vào khu trung tâm trượt tuyết nha. Ok, ai đi không? Ok, xin chào. Đi rất là thích luôn. Hôm nay trời có nắng cả nhà ơi, nên mình đi cái khu trượt tuyết này nè, trời nó có nắng nó ấm chút xíu, chứ không thôi á, rất là lạnh luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đi nha. Mình thì mình không có biết trượt tuyết đâu, nhưng mà mình đi mình xem người ta trượt tuyết cũng rất là thú vị đó. Mùa đông đẹp quá à. Mùa đông nó có cái đẹp của mùa đông. Đây, sau lưng mình đây, mình cho cả nhà xem nha. Đó, đang ở trên núi đó, độ cao 1000 mấy mét luôn đó. Đó, rất là đẹp luôn nè cả nhà ơi. Cảnh đẹp quá nè. Bây giờ phải dừng xe lại chụp hình đã. Nguyên một vách núi mà có tuyết, có cây. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây nè, sau lưng mình nè. Bây giờ mình sẽ quay cái cảnh này cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Đó cả nhà ơi, cả nhà thấy nguyên một con đường đầy tuyết rất là đẹp luôn. Đường đi lên khu trượt tuyết nè. Trời ơi, yêu quá à. Cảnh đẹp mùa đông. Trời ơi trời, đẹp quá cả nhà ơi. Đó, đẹp ha. Đây là núi nè. Núi nha. Cây nè. Đó, rất là đẹp luôn. Trời ơi. Đây nữa nè. Đó, đẹp chưa? Mùa đông á, cả nhà nhớ khi mà hồi xưa đó mình xem phim Hàn Quốc Bạn Tình Ca Mùa Đông á, trời ơi, coi phim Hàn Quốc rất là hay luôn, Bạn Tình Ca Mùa Đông. Bây giờ mình thấy cảnh mùa đông rất là đẹp luôn. Đó, sau lưng mình nè, trời ơi. Đẹp quá đi, trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi, rất là hạnh phúc luôn khi mà được chứ tận mắt mình á, thấy cảnh mùa đông và rất là đẹp, và thấy tuyết luôn, rất là đẹp. Si, si. Đó, đang nghịch tuyết đó, đấy đó, chưa, đấy chưa. Ok. Hai vợ chồng đang đi trên đường để đi vào khu trượt tuyết, thì có nguyên một cái khu này đó, rất là đẹp luôn. Trên đường đi đó các bạn, nên mình phải dừng lại, mình quay phim cho các bạn thấy không? Đây là vách núi nha. Rồi vách núi rất là đẹp luôn, và có động tuyết nè, nguyên một cây đó. Tuyết, nó đọng ở trên cây luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn, trời ơi, cái này rất là đẹp luôn nha. Muovi che ti bagni. In testa. Sì. Prendi tutto il panorama.
sau lưng mình là khu trượt tuyết. Ở đây người ta có tới 3 khu trượt tuyết được. Bây giờ mình sẽ quay phim khu đầu tiên và mình nếu mà mình có thời gian đó mình sẽ đi quay phim từng khu trượt tuyết cho cả nhà xem nha. Đây sau lưng mình đây khu trượt tuyết đó. Sau lưng của mình đó là nguyên một cái đường dây cáp vì để cho mọi người đi lên núi và sau đó người ta sẽ trượt xuống. Đây là khu trượt tuyết, mình đã đến nơi rồi. Mọi người đang trượt tuyết này các bạn. Đó. Đó, thấy chưa? Có mấy cái dây treo để cho người ta lên, ta lấy một cái bắt đầu người ta ngồi lên và người ta sẽ đi lên trên cao và người ta trượt xuống đó. Đó đúng rồi, đây này, đây nè, người ta đi lên trên cao và người ta trượt xuống lên mấy cái dây đó đó. Là vắng. Chứ cuối tuần rất là đông, ngày thứ hai người ta đi làm đó. Nên mình lựa ngày vắng để mình đi mình quay phim cho nó dễ đó. Chứ bình thường đông lắm, cuối tuần rất là đông luôn cả nhà ơi. Nó đẹp quá ha. Mình không có biết trượt tuyết nhưng mà mình thích đi lắm, xem người ta trượt tuyết cũng vui ghê luôn á. Đây nè, toàn cảnh khu trượt tuyết đó. Cái con đường đen đen này là cái băng chuyền để cho người đi bộ người ta đi lên cao á, rồi bắt đầu người ta trượt xuống nha. Đây là cái băng chuyền á, để cho người mà đi bộ á, người ta đi lên trên cao xong bắt đầu người ta trượt xuống đó các bạn. Đó, đây là cái băng chuyền nha. Đó, các bạn thấy đang chạy không? Đó. Piano perché si scivola. Io c'ho anche il telefono in mano. A noi la giorno, noi per dire tutto il tuo. Guarda, mi fa fare delle scivole. Pure io, prego anche tu. Sì, va bene. Vabbè, va bene. Tutto panorama. Sì, e prendo anche te. Vedi che bello. Trượt xuống á vì sợ và sợ nó trơn đó các bạn. Còn bé đi chắc đi vui ăn kẹp tu. Mì ba nhân cú lộ ông nói ướt hết mông rồi cả nhà ơi. Hai
vợ chồng thử chùi xuống á, trời ơi ảnh nói là ướt hết mông, ướt hết quần jean luôn cả nhà ơi. Vui ghê. Gianni, sei divertito? Sì, molto. Sì, sì. Adesso andiamo all'altro posto. Sì, sì, aspetta, facciamo foto. Đây là xe cào tuyết đó các bạn. Đây, xe cào tuyết nè. Cào tuyết để có đường đi cho xe hơi đi đó. Đó. Bây giờ hai vợ chồng trên đường đi về. Đi khu trường tuyết xong rồi, bây giờ đi về, lạnh quá cả nhà ơi. Lạnh lắm luôn á. Trời chuẩn bị tối rồi nè, 3 giờ chiều mà trời xuống. Mặt trời xuống mau ghê luôn, mặt trời tắt.